Xin chào mọi người, trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để đưa một bức ảnh vào trong Blender. Để đưa được bức ảnh vào trong Blender, chúng ta sẽ vào Edit, vào Preferences. Sau đó chúng ta sẽ bật cái add-on có tên là Import Image as Blend lên nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ xếp cái add-on này lại và chúng ta ấn Shift cộng với A, chúng ta chọn Image và chúng ta chọn Image as Blend. Tiếp đến là chúng ta sẽ vào cái mục download ở trên máy tính và chúng ta chọn một cái bức ảnh mà chúng ta muốn cho vào trong Blend đi. Để hiện cái bức ảnh này nên thì chúng ta sẽ ấn vào Viewport Setting và nó sẽ hiện cái bức ảnh cho chúng ta. Và bức ảnh này chúng ta dùng để dựng hình nhé.